Xin chào. Mình đang đi bắt tổ ong bò vẽ. Rất là to. Tuyệt vời luôn. Tổ ong quá đẹp luôn. Đây là tổ ong bò vẽ. Nó ở trong vườn nhà mình. Tổ ong này có kích thước to bằng cái nón. Những con ong thợ đang đi lấy mồi về để làm tổ. Ai sợ loài ong này thì không dám đến gần. Mình cũng rất sợ nhưng vì mạo hiểm để quay cho mọi người xem nên mình tiến lại gần tổ ong. Mình đang quay trực tiếp vào cái miệng tổ. Dưới gốc cây nhãn rất là cổ thụ, đường kính khoảng 50. Có một tổ ong rất là to. Đây là vườn rau sạch. Đây là vườn bưởi. Những con ong đã vào trong tổ hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem quay trực tiếp tổ ong bò vẽ tại Ba Vì.